Đấy, bà con các bác là định tận dụng cái chậu này này, cây đào của em ạ. Đây, định tận dụng cái chậu này nhưng nó không ổn các bác. Không ổn. Gốc bệ rất ok nhưng mà cái chậu thì không ổn. Thì hơi lem nhem. Thì em trước định trình bày bác ấy, trồng luôn nhưng mà hôm nay đi sắm cái chậu này. Sắm 4 lít cái chậu này. Đây. Nó cao đến khoảng đầu gối thôi. Đấy. Thì để thay cái chậu. Thay cái chậu và để lộ cái bệ của cây đào kia ra. Để cho nó xứng với cái quất bên này tí. Nhưng về gốc thân thế của cây đào này thì ngon lành rồi, nhưng mà mỗi tội là để Tết nó chơi hoa thì hơi ít, làm hơi ít thì không chăm sóc. Thì để chơi lâu dài luôn ý, thì em lấy ít phần chuồng mục này, phần trâu phần bò mục ấy, đĩa trộn lên ít đất rồi để thay cái chậu cho cây đào kia. Đấy, cho xứng với cái quất này. Đấy, và cái chậu này và mua một ít cỏ để giá này. Đấy, mua một ít cỏ này 50.000 một cái cuộn cỏ này, mà mua hai cuộn 100 bạc. Đấy, đầu tư toàn những cái gì đâu ấy. Bây giờ để thay này, để xem có nhá. Và cũng có thể là cái video cuối cùng của năm 2017. Thì chúc nữa sẽ gửi lời chúc sức khỏe toàn thể cho các bác đã ủng hộ kênh của em mấy lâu nay, các bác nhá. Để kiếm cây em, cây gì ấy để em quẩy bầu ra nhá. Dùng cái xẻng hoặc cái xẻ beng quá, nhưng có vẻ nếu đập vào cái chậu này thì đơn giản quá, nhưng mà bẩy lên thì hơi nguy hiểm, vì bầu của cái con đào nó khá mềm. Thank you.
Xong rồi. Đấy các bác, năn nót cuối cùng là pha luôn. Thôi giờ lại đập luôn cái chậu cho anh chị. Nhiều khi cố gắng tận dụng cũng là khó. Làm ít đất, trộn ít phân chuồng vào để lót lưới cho nó, sau nó phát triển. Ở chứ đây. Ok đó. À, định làm sớm một tí, khá tối mà. Đi mua ít quần áo cho các cháu Tết mà, giờ mới về được.
Hai người mới được. Như cái mặt có cái đào đằng sau là mặt chính. Rồi, cái này vỡ mẹ rồi. Thank you.
Giống phụ hồ quá, mật quá.
qua đi. Vừa làm cái mặt dán cỏ. Nhảy đây à.
cái gì đấy? Chơi cái gì đấy? Thôi cho đi ra. Sao thế? Hai giúp cả chân và cho chị Dương cái cà xương rồi đấy.
Đấy, các bác, quá trình vầy bẩn tạm ổn này, tí nữa đánh lại cái chậu này sạch là tạm ổn hơn là cái chậu kia các bác nhỉ, tạm hơn là cái chậu vỡ kia đúng không? Đấy thì đấy, đơn giản đấy, định làm ông bàn cửa tiên ở gốc kia nhưng mà thôi, cái chậu này nó hơi bé các bạn, cái bệ nó to quá mà nhiều rễ quá, em chặt bỏ nhiều mà sợ nó hại cây. Ổ này không biết nữa. Ổ cái ổn không này, nhưng mà kiểu gì cũng chơi cái tết cái đã. Đấy, đấy. Tí nữa khênh vào kia. Đó các nhà. Thế còn chỗ cỏ này thì để dán lên những cái mấy cái cây nhỏ nhỏ kia. Chơi được cây nào thì chơi. Để dọn dẹp cái này sạch sẽ. Đây này, mặt chính của nó này các bạn này. Có cái gốc đào này luôn, cái chanh đào luôn. Đấy. Bệ rất ok, bệ rất ok nhưng mà dăm chi thì kém quá. Đấy, bệ luôn. Đấy. Hoa, lốm đốm hoa. Đào phai cánh kép. Đấy, cái này thì nó chơi lâu hơn đào ta. Năm cánh, đào năm cánh mà nở mà gặp gió phát là hết luôn. Đấy. Thì em lấy cái bàn chải đánh nha, kỹ cái kia cái gốc cho nó đen thêm một tí nữa. Ừ. Đó nhá. Xong rồi kê vào cái quất này. Đó. À. Tí nữa có người bê cùng thì em sẽ nhấc nó sang bên này, bên phía bên này cho nó đối xứng với cái quất này. Thì không biết là có quay kịp không, mình trời cũng tối thì cũng là có thể, rất có thể là cái video cuối cùng trong năm 2017 của kênh này tôi 12TN Tainer đấy các bác. Thì nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến thì chúc các bác một năm mới sức khỏe, may mắn và tràn ngập tình yêu thương các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác đã ủng hộ và tiếp tục ủng hộ kênh của em các bác nhé.